giây từng phút. Ơi, sao anh ơi, sao anh trai? Ông anh có phải là người câu cá lâu năm đây không? Trên người em mày vâng, có thấy anh nhớ. Hỏi đúng người luôn đó. Tôi câu tới nỗi mà cái cần của tôi anh không thấy mọc rễ luôn à. Kiểu như tôi cũng thích những người câu cá thì tôi cũng mới câu. Thì anh có thể chỉ tôi biết quyết mà câu được những con cá rồng không? Anh phải tìm vùng đất gọi là dùng vùng nước mà gọi là vùng nước lặn đó. Đừng có kiểu dậy sóng quá. Rồi anh phải dùng mồi gọi là trộn với lại cơm rồi cơm thiêu á, càng hôi cá nó càng thích. Ô bên sao gọi không anh? Này tôi mới nghe, này mới nè. Ôi. Rồi mồi đó thì cũng không quá 3 phân mà cũng không dưới 5 lạng. Mồi không quá 3 phân mà cũng không dưới 5 lạng. Đúng. Rồi tôi ghi hết rồi. À cái gì vậy? À thì tôi đang hỏi ông anh này biết quyết câu cá rồng. Nhưng mà cái, ông anh phải nên nhớ là cái mồi run đấy là ông anh phải nuôi bằng mày thuốc bổ nhá. Câu với ra cá rồng, còn anh mà nuôi bằng đất là không bao giờ ra đâu. Nhưng mà tôi hỏi anh cái này nha, là lúc mình câu á là có cần các bạn nữ đứng kế bên không? Cái này thì chắc là phải nạp thêm phí mới còn hỏi tôi. Anh có giống như mấy cái trò chơi gọi là miễn phí không? Thì quý khách phải đóng tiền để được chơi thêm á. Thôi rồi, bây giờ bao nhiêu? Anh kia. Nói luôn đi. Anh kia. Bây giờ để tôi xem, một con cá rồng là 10 triệu, đúng chưa? Anh đúng mà theo cái bí quyết của tôi, một ngày ít nhất cũng phải 6-7 con. Ông anh ơi, ông có nói lộn gì không anh? 6-7 con. 6-7 con là 67 con đó nha. Ây, tôi cũng là người mới á, ông anh đừng lừa tôi nha. Trời ơi, tôi đời nào tôi lừa người ta. Bây giờ 10 triệu, vậy 6-7 con là 60 triệu. Ừ. Là tôi chỉ lấy phí 10 triệu một con thôi. Bây giờ nào ông anh đưa tôi con cá thử tôi xem rồi tôi mới tin được chứ. Trời ơi tôi được. Bây giờ anh trai phải đưa tôi tiền tôi mới dám đưa chứ. Tại vì trên này giờ tôi không tin ai được hết á. Họ thấy tôi thật thà xong mà họ lợi dụng tôi không à. Là họ thấy ông anh thật thà sau đó họ lợi dụng anh. Ừ. Bởi vậy tôi đi đâu bây giờ là phải có ông anh tôi nè. Chứ coi cùng có gì ông anh tôi còn khuyên để tôi không bị lừa. Đúng rồi đó. Tại vì tôi cũng đang phân vân á. Tại vì nếu mà lỡ tôi đưa tiền ông anh, rồi ông anh kiểu như giấu cái bí quyết luôn, rồi ông anh giữ cho riêng mình thì sao? Tôi mà làm như vậy á thì cứ tôi thề với ông anh tôi câu ở đây là không bao giờ được con cá rồng nào luôn. Thôi bây giờ vậy đi, tôi phải kiểm tra cái độ uy tín của ông anh mới được. Ông anh thấy sao? Bây giờ mày đưa cho nó con cá rồng đi, là nó tin. Ông anh có con cá gì không? Giờ ông anh đưa tôi thử một con cá, tôi xem thử chất lượng con cá đó sao. Rồi. Đưa thử, đưa con cá rồng. Rồi, trước mắt thì tôi phải gọi là cho anh em biết, anh biết thì cái khu hồ này đó là quyền sở hữu của anh em tôi. Đó, anh có chắc là anh cầm con cá mà anh chạy ra đây được thì anh hãy chạy nha. Tại cái dao này tôi cũng mài nó hơi lâu rồi đó. Trời ông anh ơi, tôi là một người đàng hoàng mà. Tôi đâu có phải một người mà kiểu chạy trốn đâu. Tôi phải dằn túi trước một câu vậy. Rồi cho rồi, anh xem. Hình như cái đó có phép lịch sự đúng không? Anh là Robert Audition đúng không? Tôi là Robert Audition đó. À Robert Bird à, ok. Đưa nó một con nha, đừng đưa hết năm con. Rồi anh nha. Xem chưa? Con rồi. Anh ra đây anh lấy đèn anh soi cho kỹ đúng không ta? Đúng rồi. Rồi anh cứ coi. Cá này chất lượng dữ ta. Đó, bởi vậy mới có giá 10 triệu ấy chứ. Ủa nó ghi là cá đồng mà, không phải cá rồng đâu, cá đồng. Không, đâu phải cá rô đồng đâu, anh trai cứ thế không à. Mà sao tôi biết đó là cá đồng hay không? Ông anh đừng lừa tôi chứ. Trời ơi. Lỡ nó này cá coi thì sao? Con này là con cá bình thường thì sao? Cá coi là con này. Chỗ anh em giới thiệu nhau thì tôi cho anh xem thêm con nữa. Đó, anh so sánh. Rồi. Cá coi với cả cá rồng nó khác nhau thấy chưa? Rồi, tôi so sánh nha. Đó, anh thấy chưa, có cần mở thêm bóng đèn nào nữa không nhờ? Là con cá đồng ấy thì nó sẽ màu xanh. Còn con cá cao thì nó sẽ màu đỏ. Để tôi xíu nha, để tôi giải thích cho anh trai này cái. Rồi, anh thấy chưa? Dạ, tôi phải đi về. À, đi về cũng phải để lại hai cá chứ, hay là muốn để lại cánh tay nhờ. Rồi, tôi chảm anh nè, tôi lấy chi? Cái đấy tôi mua về ăn được không trai? Vậy anh có muốn mua cái gọi bí quyết câu cá rồng không nhờ? Thôi giờ chỗ anh em nhau, giảm còn 5 triệu. Tony đâu ơi, có vay tiền không Tony đâu? Rồi, tôi nhận được nha anh Robert. Tôi phải về rồi. Anh không mua gói à? Ơ, Mu Chi, để xíu. Không thể trả lời chị thôi. Để xíu Mu Chi ơi. Lắm mồm. Trời ơi. Quá trời lâu á. Tony hay đang làm việc, đang gọi là quảng cáo, gọi là làm ăn đồ. Anh Lục ơi, anh Lục em và anh có quen nhau không anh? Đó. Hôm qua ai đứng kia lêu à hát bài sao để tôi trong nốt một cái rồi hả anh? Sao sếp ơi? Con làm gì à? Em đang câu nốt con cuối nè, mồi cuối nè. Đang làm gì? Em chỉ câu thôi. Sao vậy sếp? Chỉ câu thôi à? Sếp có công việc gì à? Anh đã rắc kỷ trong người không đủ 6 triệu để thanh toán tiền sửa xe. Sếp ơi, câu được 7 con cá quay. Về 50 triệu, sếp còn giữ 50 triệu của em đây.
về quán ăn để ăn cơm cái xong đi bán cá quay, ăn xong ra nó đá. Sếp có biết là người ta hay nói câu đường cùng bức dậu, chó mà vô tường là chó cắn không sếp? Em mà bị chủ nợ nó dí quá thì em cũng phải kéo sếp theo đó nhờ. Thì anh đã bảo rồi, bây giờ một là mày chọn giải pháp, là bây giờ anh tâm sự thật, là bây giờ anh em mình mỗi thằng nợ 2 tỷ mấy đúng không? Đúng. Bây giờ anh bảo mày gọi hết tiền nào mày nợ ra như cái kế hoạch của anh em mình ban đầu. Thì em cũng lựa sẵn cây cầu rồi đó. Bây giờ này nếu làm luôn không? Bây giờ cái hiện tại cái điện thoại nó đang bị hư, đâu có gọi chủ nợ được. Gọi được. Chủ nợ số điện thoại bị hư, bây giờ đợi điện thoại chỉnh đi. Em với sếp sẽ đứng ngay cái cây cầu cao nhất ở trong thành phố, xong rồi gọi điện chủ nợ ra. Ok. Nếu mà nó còn uy hiếp bắt anh em mình trả nợ, em với sếp nhảy tự tử. Được, hợp lý. Còn 50 triệu của em thì sếp có nhảy em cũng kéo dò sếp đó nha. Yên tâm, riêng 50 triệu của em thì kể cả anh chết thì kiếp sau anh cũng trả. Không cần kiếp sau đâu sếp ơi. Nếu kiếp sau anh sẽ trả mà yên tâm. Rồi, thế em với anh Lục với lại siêu nhân đi trước nha sếp. Ủa? Diêu Lý Hiền. Chết rồi. Hiền rơm. Diêu Ly gì mà Diêu Ly. Ôi ôi, bà đi đâu? Bà đi đâu cả ngày nay vậy? Tôi đi câu. Bà cứ đi mà bà không nói Hiếu câu nào, nó đợi bà ở quán ăn, rồi đợi tới lúc mà nó đói nó xỉu luôn kìa. Tôi quê nó rồi, tôi không nói chuyện nữa. Sao vậy? Sao Diêu Ly tệ quá vậy? Cái gì đó hay cho ai, nó làm cho ai cũng nói tôi tệ hết, tôi mà không nói chuyện nữa. Mà sao vậy? Sao gì đâu. Giận luôn à? Thấy thằng đó tốt mà. Trời ơi, nó tốt mà, tôi xấu thôi. Nghe giọng giỏi đó nhờ. Nghe sao giận dữ vậy? Nghe giọng giỏi đó nhờ. Chứ sao? Bây giờ ai gặp tôi cũng nói hả, tôi đối xử tệ với Hiếu. Đâu, tôi có nói câu nào đâu. Tại vì hồi thân nè. Siêu nhân hiểu lầm thôi. Tại vì á, thấy tội cho thằng thấy tội cho thằng Hiếu nó đợi bà. Rồi, nó đợi tới gục nó xỉu luôn mà. Nó gặp ai á, nó cũng làm cho mọi người hết. Ai cũng hiểu lầm tôi hết, ai cũng thấy tôi đối xử tệ với nó hết. Mà bà có tệ không? Tôi không tệ. Thế không là được rồi. Không thì đó thì giờ tôi không nói chuyện nó nữa, tôi nghỉ chơi luôn. Nghe đau thế nhờ Siêu Nhân ơi. Kiểu này chắc đâu. Hiếu nó nghe câu này chắc nó nhảy cầu chết quá. Nhảy cầu chết hả? Để hồi nãy nó nhảy một lần rồi đó. May là tôi với lại Siêu Nhân giữ chân lại nè. Để tôi đi lượm xác về tôi chôn, tôi trả ơn. Nghe mà nó thiệt tình dữ vậy trời ơi. Thiệt tình á. Thế thôi bà đi câu nha, tôi với Siêu Nhân vô ăn cái hai thằng đó quá. Đi tạm biệt. Mình đi ăn đi bạn ơi. Tội Hiếu bạn ơi. Đó, nói tôi xấu đúng không? Đâu có, ý là nói tội anh Hiếu, số thôi, nó thôi, số nghẹp. Hai anh em đi nhau hồn trời. Cái gì? Có tôi trong đó nữa. Mày Hiếu nó gọi tôi hay gì nè, để tiếp Siêu Nhân ơi. Alo. Còn gì nữa đâu. Mà khóc với sao. Thôi em ơi, anh nói với Hiếu rồi. Anh với Siêu Nhân cũng đã khuyên em bao nhiêu lần. Trái đất biết bao nhiêu người đúng chưa? Không người phụ nữ này mình có người khác. Chị tắt thôi. Bây giờ nè, người ta đang hiểu lầm em thì em phải đứng ra em giải thích. Em mới nhận cái sai về mình. Từ mình là đàn ông là mình phải nữa. Sao mà giải thích cái gì? Em người, không biết vụ gì nữa. Người mà. Ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Em cứ đi theo em kèm mưa thì em cầm dù em che cho người ta. Nắng em cũng che. Thôi, nó gặp em là né rồi. Thì em đi sau người ta cũng được. Em hãy cho người ta thấy cái hành lý của em chứ đúng không? Hết cách rồi. Hết rồi, bắt hết. Phải hử đi rồi. Em cứ vậy không mày sao mà kiểu tỉnh táo mà làm ăn được vậy? Mạnh mẽ lên nha. Anh ăn cái đã. Sao tôi nghe ở trong máy nó khóc dữ vậy? Má tôi chịu luôn á chứ. Bây giờ nó mê quá rồi, nó yêu quá rồi. The next day. Đi bình thường đi mấy ông kia. Em ta. Cô tiếp đi em. Quen rồi. Đưa liền. Để em che cho anh Lục với bạn câu. Biết ai đây không? Em làm gì mà biết người xinh đẹp vậy? Em chỉ toàn là đi với anh không? Biết ai cơ? Ba Tu. À tôi biết Ba Tu. Ừ, em là em gái Ba Tu. Ui, lừa quá. Ba Tu sao có người em gái xinh vậy được?
Em là em và ổng mà, là hai đứa nó hơi khác nhau xíu. Chắc Ba Tu gen giống ai đó chứ, chứ em gái xinh thế này nhìn Ba Tu muốn ói. À, chắc là Ba Tu giống gen nội, còn em giống gen ngoại á. Cái này anh không nói nha. Nói chung là đôi khi sự thật nó mất lòng. Trời ơi. Ủa mà anh Lục ơi, hôm nay anh thấy anh Ba Tu đâu không anh? Không có. Em tính à, con nghe không? Em tính mời anh Ba Tu đi đào đá hay là đi ăn này nọ, đi ăn nhà hàng nè. Anh hai cái đợt gõ chơi ổng là anh hai thôi, ai ngờ ổng có em gái thiệt. Em không biết luôn á. Bây giờ em mới biết, sao anh nói em mới biết. Ủa mà đằng ấy tên gì đó? Em tên Hana. Ui. Em gì á? Em ơi, có tên cái đẹp hết. Hana, ủa hình như là đúng phải Hana đợt mà tôi gì đâu đúng không ta? Đúng đúng phải Hana mà đợt mà tôi lỡ lời tôi mắng đúng không? Mày nghe giọng ngọt thế nhờ. Johnny đó coi đi câu cá đi kiếm tiền. Không đi coi anh Tùng. Tôi hết mồi rồi, tôi đang che nắng cho anh nộp. Tối nay tôi cho đầy mồi ở dưới xe kìa. 50 mấy mồi ở dưới xe. Ôi, đâu, ở đâu ngon vậy? Dưới xe đây. Ha, anh Lục với lại ha la câu nha. Kể này lấy mồi đi em. Dạ. Kem. Sao? Trời ơi. Nói nghe là Kem. Sao nay Kem mọc hai cái cánh vậy? Có cánh chứ. Kem đâu cần mọc cánh đâu, Kem cũng là thiên thần rồi mà. Có cánh mới bay được. Nếu có cánh rồng ra. Trời ơi xinh thế mà còn phải đúng là thiên thần rồi. Em mà đợi Johnny đi lấy mồi cái nha. Bu chi xong qua kia câu cho đông vui. Đợi tí. Ở mà mồi. Đâu tôi thấy mồi ở đây mà, đâu phải trong xe đâu. Có mồi ở trong xe ô tô. Mồi em xe ô tô à? Ở trước đường dưới kia nó không lên được. Tôi cứ tưởng mồi có tai thỏ chứ. Làm tôi tính ăn luôn á chứ. Trời, cái gì mà để xe ở đâu xa thế nhờ? Trời ơi, cái mồi mà để xa dữ vậy chị hai? Trời ơi, bà để ở đâu mà bà để túi dưới này vậy trời? Trời ơi, sao mà để tới tận đây vậy? Trời ơi là trời. Tôi mà lấy là tôi lấy mồi khác đó, tôi không lấy mang dùng đâu. Tôi được phép lấy nhiêu nhờ? Tôi lấy hết đi, mang hết lên. Lấy bu chi được không? Bu chi ơi. Ơi. Cho bu chi nè. Trời gì. Trời ơi, hôm nay rồi đi đó. Tôi mà câu được cá rồng tôi tặng cho bu chi liền đó chứ. Ở hôm qua nhá, bu chi tôi câu được 13 con. Chuyển kể dưới này thì là bọn nó lấy mất 5 con mà. Nó chơi trò đó thiệt á. Tôi mà bắt được nó tôi chặt tay. Công sức của tôi mà bọn nó cầm lấy không một lời ăn chối. Tôi mà bắt được tôi chặt tay nó liền. Để xe ở đây gặp tôi cũng lấy. Sếp ơi. Sếp đi đâu vậy? Má sếp đi đâu vậy? Em đi mua. Em có mồi rồi em lên câu phát. Chưa có em với lại Bu Chi mới ra đây đào mấy anh Dung nè. Sếp đi mua đi. Anh mới uống thuốc run đi. Em đứng đây đợi anh. Sao lại ghê chứ. Đi Bu Chi ơi. Đi chậm quá trời. Tại vì tôi phải đi sau để tránh mà Bu Chi té tôi còn đỡ được chứ. Trời ơi. Tính tôi nó vậy bị quen rồi. Chí à, Chí à. Chỗ này mở mà. Sao bữa giờ lâu quá mới thấy gì Chí? Bữa giờ chờ deadline bạn ơi. Đây cho bạn này nè chị. Chờ cái gì vậy căn nhà. Nãy ngoài kia thấy người kia uống thuốc sổ dung á, tôi bắt vô cho bạn đó. Làm viên sổ lại cho Kem nè. Nè. Mình cho bạn nè. Cũng mình cho hôi lông. Trời ơi, cảm ơn Chí chó cỏ. sao bạn để người ta gọi bạn chó cỏ vậy? Kệ người ta chứ bạn cũng dog mà. Đâu đi tôi Johnny God. Johnny đó. Còn bạn là Chí chó. Cùng lắm người ta gọi tôi là đót đi, nghe nó tay tay không, bạn là chó không, Chí chó không, cỏ không, cũng là một con chó thôi bạn ơi. Kem sao câu cá không mặc đồ vô vậy Kem? Johnny tối nay theo ai? Theo Kem không, nghĩ là đá banh á. À trời ơi, tưởng ai? Hỏi là tôi theo ai trong cuộc đời, tôi theo Kem liền chứ tính là theo Leicester City nè. Lại Leicester City. Ủa Kem gặp được tôi cuốc vô kèo à? Chưa luôn. Nó đâu mất tiêu rồi, không thấy nó. Johnny đánh bên nào?
chưa biết nữa, Kem tính cho ai bây giờ? Kem đánh ai? Tôi đánh người đó nè. Mu hay Leicester City? Em Mu. Em Mu hả? Ừ. Rồi vậy tôi hay Mu liền. Cô fan 20 năm muốn Mu mà. Em bữa giờ gặp cậu A không? Không luôn. Trời ơi, giờ này xuống ký quá trời. Ôi dồi ôi. Nó nói Kem chở thằng nào đi á, không chở nó. Cái gì? Có đâu. Ý là nó buồn hồi đợt đó tới giờ luôn đó. Thôi kêu Kem giờ kiểu chơi cậu ba thua banh, không có tương lai thì cậu ba Kem mới bánh à. Cái trận gì ta? Ba Lan. Thua. Nó cố tình á, nó đánh kèo dưới, nó dụ Kem đánh Ba Lan đó, biết để chi không? Kem mất luôn nhà. Thì Kem không có nhà, để nó mua nhà, nó đón Kem về, nó tính hết rồi. Nhà đâu? Thì Kem đồng ý nó mới dẫn về nhà chứ. Ôi cá lồng. Dùi ngon vậy. Câu cá ngon lắm Johnny. Johnny toàn câu cá coi không. Khi nào cũng cá rồng. Sao câu mình không bao giờ câu được cá rồng ta? Toàn cá coi không mấy bữa nay. Mà Kem ơi. Ừ? Cái quần Kem mặc có cái hình ở phía trước vậy. Giống như ngày xưa mà. Ngày xưa Kem hay mặc mà. Kiểu dễ thương á hả? Ừ, không. Màu đỏ từ trên xuống dưới. Hồi giờ... Ngày xưa hay mặc á. Hay kiểu người ta bảo là phản cảm thế là thôi. Hay xinh là được, mình thích là được, cần gì người ta, đúng không? Em ơi Kem. Mọi được nữa. Em ơi Kem. Sao? Thì Kem cho cô Chi về với cho không? Được. 2 phút nữa mình lũi nha, 2 phút nữa là chạy nha. Thiếu Nhân. Trời ơi, ra đây, tôi tặng bản này nè. Bạn có gì vậy bạn? Tặng bạn 2 con cá nấu canh chua. Ây da. Hôm bữa là kiểu tôi gặp trục trặc chứ không phải tôi bỏ bạn đâu. Trời ơi, bạn ơi. Ôi, bạn hiểu lầm tôi đó nha. Không có, tôi không có hiểu lầm. Tôi hiểu đúng không mà. Ôi. Kem ơi. Bạn thấy tôi đỡ chiếc xe giùm bạn không bạn? Cái gì vậy, Johnny? Phải Kem mới được. À Kem đi, đúng rồi. Mày bái ra. Bạn ơi, tôi đang phạt cái người dân này họ gây tai nạn trong thành phố. Sao? Là gây tai nạn gì để tôi phạt nha. Đâu bạn phạt ra cho tôi coi chứ. Cái gì nữa, chọng cái mông gì nữa vậy chứ. Chọng cái mông lên. Trời ơi, chọng thiệt kìa.